Anh nói cho em biết nhé, ở cái làng này anh là soái ca cấp độ 1 đấy. Thật á? Chưa bao giờ biết đùa. Anh đố em biết nhá, thửa ruộng này mấy nghìn hecta? Rộng thế này á, chắc phải mấy nghìn hecta đấy. Mấy nghìn hecta này là của nhà anh đấy. Thật á? Chưa bao giờ biết đùa. Cô làm sao không? Ôi trời ơi. Ôi Trường. Anh giàu thế có gì mà không mua nổi cái xe SH? Suốt ngày đón em bằng cái con ngựa sắt như này. Tuổi thì bằng tuổi bà nội em ý. Em thích cái con xe ghẻ đấy á. Với soái ca cấp độ 1 như anh nhá, nếu em thích, lần sau anh đón em nhá, sẽ đi bằng một chiếc SH đập hộp. Ủa ơi. Thật đó. Ôi, soái ca của lòng em. Này, nhớ thứ bảy đón em bằng SH nhá. Bây giờ em đi về nhà thay quần áo nhá. Chưa bao giờ biết đùa. Cả đời cha chỉ làm nhà giáo, thì lấy tiền đâu ra mà để mua xe SH thử coi. Báo, Viettel thực hiện chương trình nhận SIM 4G quà tặng bất ngờ dành cho khách hàng đổi hoặc đăng ký mới SIM 4G Viettel. Chương trình với nhiều giải thưởng hấp dẫn như 4 xe SH 125i 2017, 40 điện thoại iPhone 7 và 400 điện thoại Samsung Galaxy J 2 Prime. Còn chần chừ gì nữa, hãy tới ngay cửa hàng Viettel trên toàn quốc để nhận SIM 4G Viettel và dinh ngay xe SH, điện thoại di động đẳng cấp với 4 đợt quay thưởng và trao thưởng cho khách hàng. Hàng trăm giải thưởng giá trị đang chờ đón khách hàng lĩnh thưởng. Phần thưởng 4 xe SH 125i 2017, 40 điện thoại iPhone 7, 400 điện thoại 4G Samsung Galaxy Bram. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.